Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình Nha khoa và đời sống của kênh YouTube Nha khoa An Tâm. Và từ khi phát hành chương trình đến nay, Nha khoa An Tâm nhận được rất là nhiều các câu hỏi của các vị khách hàng về vấn đề bọc răng sứ thẩm mỹ. Chính vì vậy, trong tập ngày hôm nay, Nha khoa An Tâm sẽ giải đáp với mọi người về những trường hợp nào chúng ta sẽ bọc răng sứ thẩm mỹ nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những trường hợp nào có thể bọc răng sứ thẩm mỹ nhé. Ở trường hợp thứ nhất, bọc răng sứ thẩm mỹ cho răng bị nhiễm vàng hay còn gọi là nhiễm tetrasilin. Đối với trường hợp các vị khách hàng răng bị nhiễm màu do bẩm sinh bởi vì sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh hoặc những vị khách hàng nào sử dụng thuốc lá lâu ngày đều gây nên tình trạng răng bị nhiễm vàng. Mà tất cả các phương pháp tẩy trắng răng thì không thể khắc phục được vấn đề này. Chính vì vậy, phương pháp bọc răng sứ thẩm mỹ chính là phương pháp tối ưu nhất giúp chúng ta có một hàm răng trắng đẹp. Trường hợp thứ hai đó chính là bọc răng sứ cho răng bị vỡ mẻ. Mọi người thường có thói quen đó chính là dùng răng để khui nắp bia, ăn nhai những đồ cứng hoặc do bị tai nạn, các bệnh lý khác về răng làm cho răng chúng ta bị vỡ mẻ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng và chức năng ăn nhai. Chính vì vậy, bọc răng sứ chính là phương pháp tốt nhất giúp chúng ta có thể phục hình răng lại hình dáng ban đầu. Hay với những trường hợp răng bị hư hay chết tủy, chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp bọc răng sứ thẩm mỹ. Với những chiếc răng đã bị hư hay chết tủy sẽ làm cho bề mặt cấu trúc răng bị giòn, dễ gãy. Chính vì vậy, khách hàng có thể chọn lựa bọc răng sứ để tạo một lớp sứ bên ngoài, bao bọc răng thật bên trong của mình. Trường hợp thứ 4, bọc răng sứ cho răng lệch lạc, hô và cắn ngược. Đối với trường hợp răng lệch lạc, hô và cắn ngược như vậy, khách hàng có thể chọn lựa bọc răng sứ để giúp chúng ta có một hàm răng đều đẹp hơn. Và ưu điểm của phương pháp này so với niềng răng đó chính là thời gian nhanh chóng hơn. Chỉ sau 2 đến 3 ngày khách hàng có thể có một hàm răng đều đẹp và thậm chí có thể nâng được tông sáng hơn so với răng thật nữa. Nhưng cũng có một điều lưu ý nho nhỏ ở đây đó chính là trong trường hợp răng của các vị khách hàng bị lệch lạc nghiêm trọng hơn, không thể bọc răng sứ ngay được thì chúng ta sẽ cần phải niềng răng trước khi phục hình răng sứ nha. Bên cạnh đó thì đối với những trường hợp răng thưa và hở kẽ, chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp bọc răng sứ. Những trường hợp răng bị thưa hoặc hở kẽ, chúng ta sẽ không thể sử dụng những phương pháp chấm răng thông thường để làm khích sát khoảng cách giữa hai răng vì điều này sẽ gây nên mất thẩm mỹ và miếng chám sẽ dễ dàng bong chóc khi chúng ta sử dụng lực cắn mạnh. Chính vì vậy, bọc răng sứ chính là một phương pháp hiệu quả giúp chúng ta có thể khắc phục được trong tình trạng này. Trường hợp cuối cùng đó chính là bọc răng sứ cho răng bị mất. Phục hình lại răng bị mất bằng phương pháp làm cầu răng sứ sẽ mang lại chức năng ăn nhai giống như răng thật, che lấp đi khoảng trống của răng và đem lại tính thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, với công nghệ hiện đại ngày nay thì cũng đã phát minh ra phương pháp cấy ghép implant để phục hình được răng bị mất. Chính vì vậy, các vị khách hàng có nhiều chọn lựa hơn, chúng ta có thể chọn bọc cầu răng sứ hoặc cấy ghép implant đều được trong trường hợp mất răng. Và nếu như các vị khách hàng nào có những câu hỏi hay hơn thì chúng ta hãy cùng bình luận phía bên dưới để chương trình Nha khoa và đời sống có thể giúp mọi người giải đáp những câu hỏi đó trong những số quay tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách hàng có thể truy cập vào Facebook Nha khoa An Tâm và đón xem những số quay trước của Nha khoa trên kênh YouTube Nha khoa An Tâm để có thể đăng ký và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo.